Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Bảo Mật. Thì nếu như mọi người đang hoạt động trong lĩnh vực bán lẻ, kinh doanh cửa hàng, shop mà mọi người đang cần tìm một chiếc máy build chất lượng và giá tốt, thì hôm nay em xin giới thiệu với mọi người một chiếc máy build X-Printer Q260. Thì đây là một dòng máy được rất nhiều cửa hàng ở hiện nay ưa chuộng và sử dụng. Thì mọi người hãy cùng em tìm hiểu chi tiết về chiếc máy này. Thì hiện tại trên màn em đây là cái thùng máy của chiếc máy X-Printer Q260 ha. Thì mọi người hãy cùng em khám phá bên trong nó có những gì nha. Đây, mình sẽ mở ra thì có thể là xem được phần bên trong ha. Đây, những cái phụ kiện đi kèm chắc chắn là sẽ có nguồn adapter ha. Rồi dây kết nối, đây là dây kết nối serial RS232 cho mọi người. Tại vì máy nó có cổng RS232. Rồi dây kết nối thông dụng thứ hai đó là cổng USB này, cổng một đầu USB nha. Trong nữa đây là cái để mình gắt giấy cho mọi người. Còn cái phần bên này á, là sau khi mà mọi người lắp đặt phía sau á, lắp đặt cho dây giờ cái kia đi vào hết rồi, mình có thể gắn cái này để nhìn nó gọn hơn. Đây là một cái cuộn giấy màu của máy đi theo máy ha. Cuộn giấy màu này nên nó khá nhỏ, nó nhỏ hơn cái cuộn giấy mà mình mua nha, cuộn giấy test. Thì đây là một cuốn user guide, user manual để hướng dẫn mình là lắp giấy như thế nào cho đúng cách nè. Đó, lắp giấy đúng cách, mặt nào đúng, mặt nào sai nè. Dây nguồn cắm thế nào, dây len cắm thế nào, kết nối với két như thế nào á. Hôm nay á, một số cái switch ở phía sau máy thì nó cảnh báo hay gì đó. Một số cái thông tin. Và đây một chiếc đĩa. Chiếc đĩa này thì đây là driver, chiếc đĩa driver của máy nha mọi người. Đây, hôm nay thấy ghi là đó là driver. Driver cho Windows. Em bật ra cho mọi người xem luôn ha. Đây, RAM non data với là driver software nha mọi người. Đó, thì đây là chiếc đĩa về driver của máy. Nếu như mọi người cần, hoặc là mọi người có thể lên web của công ty Thế Giới Bảo Mật để mình có thể là tải cái driver của chiếc máy này. Rồi, tiếp theo thì đây là cái thành phần chính của chúng ta ngày hôm nay. Thì đó là chiếc máy build X-Printer Q260. Thì mọi người có thể nhìn qua chiếc máy này là chiếc máy build nên nó khá là nhỏ gọn để mình có thể là tiết kiệm được cái diện tích trong cái quầy phân thanh toán của mình. Gọn gàng thì nó cái tông màu chủ đạo của nó là màu đen, hầu như các dòng máy build đều có tông màu đen ha. Nó sẽ gọn gàng với mình đó, mọi người có thể xem qua hình dáng bên ngoài. Thì em giới thiệu một xí phía trước đây, thì đây là cái công tắc on off này. Còn bên này nó sẽ có ba cái đèn led ha, ba cái đèn led để nó cảnh báo. Một cái đèn là cảnh báo nguồn này, đèn cảnh báo lỗi và đèn cảnh báo giấy nữa. Khi mà hết giấy gì đó thì đèn này nó sẽ sáng lên, hoặc là có vấn đề gì lỗi thì nó sẽ sáng lên, cái đèn đó này lên sáng đỏ lên đó. Cắm nguồn vô có nguồn hay không thì nó sẽ báo cái đèn báo ơ này đó. Thì phía trước này, còn giới thiệu một xíu với mọi người về cái phía sau ha. Chiếc máy này nó khá là đa dạng cổng kết nối. Thì mọi người có thể thấy đầu tiên là cổng kết nối thông dụng nhất đó là USB, cổng thứ hai đó là RS232, và đặc biệt nó có cổng LAN để mình có thể là kết nối với là bằng LAN và nhiều máy tính có thể là in cùng một lúc đối với chiếc máy này. Thì cái cổng LAN đây là cổng RJ45 ha, còn có một cổng RJ11. Đây là mục đích là kết nối với cái két tiền của mình nha mọi người. Sau khi mọi người in xong, bấm lần in xong cái thì giấy build bị in ra, cái két nó tự động bung ra, nó đẩy một cái lần cho cái két tự động bung ra. Có thể là cái việc đó là bung két trước khi in hoặc là sau khi in, tùy theo mình cài đặt nó, thì nó có thể kết nối với két và LAN này, người RS232, USB ha, khá là đầy đủ. Còn cái bên này thì cái này là cái jack nguồn vào của nó là nguồn 24V. Đó, chiếc máy khá là đa dạng cổng kết nối. Rồi, em sẽ mở cho mọi người xem bên trong ha. Để mở nó cũng khá đơn giản. Đây, mọi người gạt cái thì nó lên ha. Phía bên trong này đây là cái hộp để mình có thể là đựng giấy ha. Này, cái gác giấy này, mọi người để giấy vô xong rồi gác qua. Đó, mọi người có thể xem ha. Rồi, thì em cũng có làm một video để mà hướng dẫn cái cách lắp giấy đối với dòng máy này. Thì mọi người có thể là xem mô tả bên dưới để lấy cái link đó ha. Đây, phía trước này là cái đầu in và đây có con cảm biến. Mục đích là để nó đọc được cái giấy có trong hay không, để nó báo lỗi ở ngoài này. Khi hết giấy thì nó có tiếng kêu bíp bíp và đèn sáng lên thì mình có thể là phân biệt được. Rồi, em sẽ lắp vào và in thử cho mọi người xem luôn nha. Đây, lắp đặt với chiếc máy này khá đơn giản. Mình chỉ cần là bỏ cái cuộn in build vào lắp giấy xong rồi kéo cái mặt giấy đi ra phía bên ngoài, xong rồi đóng lại như vậy là xong. Khi mở thì gạt cái cần gạt này thì nó sẽ bung lên ha. Rồi, mọi người chờ em sẽ cắm dây điện và kết nối vào máy tính để thử cho mọi người xem.
Thì bây giờ em sẽ tiến hành in thử cho mọi người xem. Thì ở đây em chỉ in test cho mọi người xem về cái tốc độ in cũng như là cái chất lượng in ấn của chiếc máy in này thôi ha. Còn khi mà mọi người sử dụng bất kỳ cái phần mềm bán hàng nào thì nó cũng có thể là kết nối với chiếc máy in này để mình in ra. Đấy, mọi người có thể thấy là sau khi in, nó in tốc độ khá là nhanh. Sau khi in xong thì nó cắt ra cho mình như thế này, nó sẽ tự động cắt này. Đó, đây là cái này là cái đáp trưởng của nó sau khi in ra. Đó, mọi người có thể xem mà. Rồi em sẽ in thêm cho mọi người xem mà. Đấy, khi mà mọi người sử dụng cái phần mềm bán hàng của mình á để mọi người in á thì nó sẽ cắt ra đúng theo cái độ dài của bill, đi kèm với đó là trên này nó có những thông tin về cửa hàng, thông tin về hàng hóa, giá bán, thành tiền hay là số lượng hay là tiền thối gì đó thì trên phần mềm nó đã quy định như thế nào nó sẽ tự động in ra như thế đó ha. Thì hiện tại chiếc máy này thì em đang kết nối cổng USB để in đó. Đó, tốc độ in khá là nhanh nha, nên thành ra là quá trình bán hàng nó sẽ không 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 bị khách hàng không bị chờ lâu hay gì cả, in cái nó sẽ ra liền. Nên ngoài ra chiếc máy này là có in in bằng qua cổng LAN, thì cái video để hướng dẫn cho mọi người cách kết nối chiếc máy Bill Xpeditor Q260 này với cổng LAN thì em cũng đã có trên YouTube rồi, thì mọi người có thể là tham khảo thêm ha. Thì đó là về một số về chất lượng in cũng như giới thiệu tổng quan về chiếc máy Bill Xpeditor Q260 này. Thì vừa rồi em đã giới thiệu cho mọi người về một số đặc điểm cùng tính năng cũng như là in test thử cho mọi người xem về khả năng in ấn thực tế của chiếc máy in Bill Xpeditor Q260 này. Thì để được tư vấn chi tiết và nhận được mức báo giá ưu đãi, mọi người hãy liên hệ ngay tới công ty Thế giới Bảo mật qua số hotline 1900 3438 hoặc là truy cập vào website thegioibamvat.com. Nếu thấy video này hữu ích thì mọi người cho em xin một like và một subscribe. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả mọi người.